VFAT file system. VFAT gọi là Virtual File Allocation Table, là một cái mở rộng của hệ thống file phép, được gọi là phép 16. Máy này được giới thiệu vào được kỳ đầu của Microsoft. Việc hỗ trợ cái phép 16 sau đó được đẩy vào trong Windows, macOS, một số dòng Unix cho phép chúng phải đọc và ghi file dưới dạng định dạng đó. Phép 16 cũng có hạn chế, nó được thiết kế để sử dụng không ít hơn 8.3 ký tự ở trong một cái file, hạn chế file số lượng ký tự trong file ở 8 ký tự và thêm 3 ký tự để cho phần mở rộng. Hơn nữa, nó chỉ cho phép tên file bắt đầu với một ký tự hoặc một số mà không chứa và cái tên đó không được quyền chứa dấu cách. Phép 16 coi dấu coi ký tự hoa với thường như nhau. VFAT được giới thiệu với trong Windows 95 và nó hỗ trợ 255 ký tự trong tên file, bao gồm cả dấu cạnh, dấu cách và dấu chấm. Mặc dù vậy, nó vẫn không phân biệt giữa hoa và thường. VFAT được thêm vào Linux một vài năm sau đó. Một cái hệ thống file VFAT có thể được tạo ở trên ổ đĩa cứng, nhưng nó chủ yếu được sử dụng ở trên các thiết bị di động như là floppy, như là đĩa mềm hay là ổ đĩa USB và để chuyển đổi dữ liệu giữa Linux và Windows. Hệ thống file ISO 9660, hệ thống file này dùng cho tiêu chuẩn ISO 9660 và nó sử dụng cho các đĩa quang như là CD hay DVD để dùng di chuyển phần mềm hoặc quảng bá gì đó, hoặc ảnh của các hệ điều hành trong file dạng ISO giữa các máy tính với nhau. Và ISO 9660 định dạng này bắt nguồn từ gọi là định dạng HSFS, và bây giờ thì nó đã có những cái tính năng mới hơn.